Alo? I don't know who you are. I will... Alo? Alo? Đang nói cái gì nhở? Chắc điện thoại hết pin rồi. Vâng, đây các bạn đã thấy là hậu quả của việc chạy theo độ mỏng các hãng smartphone khi pin của điện thoại thì ngày càng héo. Để đối phó với điều đó, cách hữu hiệu nhất là luôn luôn mang cho mình một chiếc sạc dự phòng. Hiện tại trên thị trường đã có rất nhiều hãng sạc khác nhau, thị trường thì rất là đông đúc. Tuy nhiên, đã mua pin dự phòng thì nên lựa chọn pin chất lượng và an toàn. Vì thực ra nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái độ bền của chính cái chiếc điện thoại mà các bạn đang sử dụng để sạc, có thể có giá trị 5, 10 hay có đến là 20 triệu đồng. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em bài trên tay một loạt sạc pin dự phòng của một thương hiệu Energizer. Đây là một thương hiệu Mỹ nổi tiếng và quen thuộc với phần lớn người tiêu dùng Việt Nam chúng ta đã rất là lâu rồi. Có rất nhiều các thông số ở trên cục pin dự phòng, tuy nhiên chúng ta đa phần chỉ quan tâm đến dung lượng của nó được viết với đơn vị là mAh. Một điểm cần lưu ý là dung lượng này không phải là thông số thật. Bỏ qua các yếu tố kỹ thuật phức tạp thì bạn có thể tạm hiểu dung lượng của một chiếc sạc dự phòng có thể nằm ở mức 75-85% dung lượng ở trên sạc. Một thông số khác nữa mà các bạn cũng nên quan tâm đó là dòng điện ra các hãng hay ghi như 5V 2.1A hay 5V 1A. Có thể nói là cái dòng này thì sẽ khá là quan trọng cho việc bạn đang mua về để phục vụ cho nhu cầu là gì. Và một yếu tố nữa được nhắc đến trong thời gian gần đây đó là công nghệ QuickCharge 3.0 hay 4.0. Đây là công nghệ sạc nhanh của Qualcomm. Và lưu ý muốn dùng được tính năng này thì cả cái cục sạc dự phòng ở đây chúng ta sẽ có và cũng như là điện thoại phải có hỗ trợ thì nó dùng chung được với nhau. Và các loại sạc mà có QuickCharge sẽ đắt hơn vì đơn giản nó phải mua lại bản quyền công nghệ đến từ Qualcomm. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay, trên bàn cũng như là dưới ngăn bàn cả 9 sản phẩm của hãng này. Đầu tiên là con UE4003. Các sản phẩm của Energizer thì biết dung lượng bằng con số đầu tiên, ví dụ như 4003 là 4000 mAh. Và đối thủ với con sạc 4000 mAh này chính là sản phẩm chỉ hơn nó 100k, dung lượng 5000 mAh. Hai sản phẩm này về mặt thiết kế không quá nhiều khác biệt, nhưng chúng đều lớp vỏ làm từ nhôm nguyên khối, sợi rất mát, tiện lợi mang mân mê trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên một vài điểm lưu ý đó là con sạc 400k thì sẽ có hai cổng out, có thể sạc hai thiết bị. Còn sản phẩm 500k chỉ có một cổng, rất thích hợp với những bạn nào mà keyboard không chích, chia sẻ link code cho bạn bè. Nếu bạn muốn có cục sạc dung lượng cao hơn, chỉ cần bỏ thêm 100k là sẽ có thêm một sản phẩm. Đầu tiên là cục nhựa xi đen đen, thiết kế rất tù túng, có dung lượng 10.000, nhưng mà trông nó thế thôi, nhưng miễn là khỏe là được đúng không? Đen và khỏe là chị em rất thích. Hoặc là một thiết bị nhỏ gọn, vỏ nhôm sờ rất sướng, không những thế mặt lưng của sản phẩm được phủ lớp cao su êm như là da em bé, sờ vào rất là đã. Điểm yếu cục nhôm này so cục kia đó là nó chỉ có mức là 8000 mAh. Và ngoại trừ điểm mạnh về thiết kế cũng như tính nhỏ gọn thì sản phẩm này có hai cổng out cũng là một điểm rất đáng tuyên dương. Việc này có thể gia tăng cái tính đoàn kết cũng như có thêm bạn bè khiến ta có thể share cho mọi người cùng dùng chung. Tiến thêm một bước giá 100k nữa là có thêm hai sự lựa chọn giữa một cục đen đen và cục nhôm trắng. Mình có thể mô tả cho các bạn dễ dàng và nhìn thấy rõ nhất. Cả hai đều dung lượng 10.000, tuy nhiên thiết kế của chúng khá là khác nhau. Cục nhôm 700k này được làm rất nhỏ gọn, thậm chí tính về chiều dài và rộng nó còn bé hơn các đàn em 4k hay 5k. Dù dung lượng lớn hơn gấp đôi, cả hai đều có hai cổng ra và sự khác biệt đến là việc các bạn mua cục nhựa này đó chính là tốc độ sạc. Theo nhiều quảng cáo, nhà sản xuất là hơn 40% các sản phẩm thông thường và có lẽ là đây là một trong những cái điểm mạnh giúp cho nó có thể sạc khá nhanh. Nếu như các bạn muốn giữ công nghệ sạc nhanh 40% ở trên nhưng lại muốn vẻ ngoài nhôm cao cấp, bạn chỉ phải bỏ ra thêm 100k nữa và đó là mô tả ngắn gọn về cục sạc Everready 10.000 mAh thứ hai chúng ta có ở đây. Cuối cùng mọi người sẽ có hai sản phẩm rất là cao cấp. Cái chiếc sạc dự phòng này mới đúng, được làm từ da đầy sang chảnh, rất phù hợp với những người yêu thích cái đẹp, nhu cầu cao cấp. Như các bạn mua để mang theo tông xịt tông với lại những cái ví da hay là sổ tay bằng da, những người làm việc ở level cao đấy, kiểu như thế, thanh niên đa cấp ấy. Và khi mang theo và cầm nắm vào của nó rất là tốt và có một cái cảm giác rất lạ so với mặt bằng chung các pin dự phòng có trên thị trường. Và sản phẩm chốt hạ bảng tổng kết chúng ta hôm nay là một chiếc sạc màu trắng ngọc trinh đầy tinh khiết. Sản phẩm rất đẹp, nổi bật hơn so với màu nhôm bạc hay là nhôm vàng mà chúng ta hay thấy. Tuy nhiên nếu được cho thì mình vẫn chọn cái bằng da. Sản phẩm có một điểm nổi bật hơn so với tất cả các mẫu nói trên đó là tính năng QuickCharge 3.0 của Qualcomm. Tính năng này sẽ tương thích với các flagship mới nhất của 2017, ví dụ như là HTC U11, HTC U Ultra hay là chiếc LG G6. Và như vậy mình đã cùng trên tay và chia sẻ các bạn một loạt các sạc pin dự phòng đến từ thương hiệu rất danh tiếng là Energizer. Đây là một thương hiệu mà đã khẳng định được vị thế của việc đem lại các sản phẩm năng lượng và chất lượng tốt, độ tin cậy và an toàn cho thiết bị và người dùng ở thị trường Việt Nam chúng ta thông qua các sản phẩm mà sử dụng tại các thiết bị trong gia đình hàng ngày. Và khi chuyển sang sạc pin dự phòng thì họ cũng tiếp tục duy trì điều đó để giúp cho chúng ta có được những sự lựa chọn tốt. Các bạn cảm thấy đủ cần like cho em bè. Các bạn có muốn có một cái miễn phí không? Hay có thể comment. Hôm sau mình sẽ tổ chức event để tặng cho mọi người. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.